Xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Đây là bình tưới cây. Để làm được sản phẩm này, chúng ta cần chuẩn bị dây thủ công, dạ kéo cắt và hậu giảm. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Đầu tiên mình sẽ đi tô lại nét bức tranh của mình các bạn ạ. Các bạn theo dõi quá trình mình để tô và cắt dán sản phẩm của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đi cắt dán nha các bạn. Ngoài ra mình sẽ kéo một cách sản phẩm của mình dài các bạn này. Các bạn theo dõi quá trình của mình nhé. Là mình đã đi cắt giá xong các bạn, đi cắt giá đẹp hay tôi xin một like đăng ký kênh và kết quả rất là rất nhiều. Cắt này quá đủ đúng như tụi ra. Thank you.
Bây giờ mình sẽ đi cắt lá nữa các bạn. Các bạn ơi, như vậy là sản phẩm của mình đã xong. Các bạn thấy đẹp thì cho mình xin lượt like, lượt đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt các bạn. Xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Đây là bình tưới cây. Để làm được sản phẩm này, chúng ta cần chuẩn bị giấy thủ công, dạ cắm cắt và hậu giảm. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Đầu tiên mình sẽ đi tô lại nét bức tranh của mình các bạn ạ. Các bạn theo dõi quá trình mình để tô và cắt dán sản phẩm của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đi cắt dán nhé các bạn.